we could fly. Tiên đó là mình sẽ có cái là mình sẽ tạo hình ảnh từ cái con lệnh, cái hơi đó nhẹ, cho nên là mình sẽ thử tạo một cái dĩa sushi đi. Cái dĩa sushi đi, nó sẽ cho mọi người chọn cái số lượng hình ảnh mà mọi người muốn tạo. Ở đây mình đang để là mình sẽ tạo 4 hình, và nó sẽ cho mọi người chọn được cái tỷ lệ hình mọi người muốn. Đây mình đang để hình vuông nè, mọi người cũng có thể tạo được hình ngang nè, hoặc là hình dọc nè. Và đặc biệt đó là đối với những cái máy tính của em đi á, thì mình có thể bật cái công tắc này lên thì nó sẽ cho ra một cái hình ảnh có chất lượng cao hơn. Mà mình chọn xong mình sẽ chọn là tạo hình ảnh nha. Mọi người thích cái là mọi người có thể luôn cái hình ảnh đó về những cái gì mà mọi người tạo, nó sẽ nằm trong máy của mọi người, không có phải lo lắng về cái việc là những cái dữ liệu cái hình ảnh của mình nó bị chia sẻ một cách không mong muốn. Tính năng thứ hai là bộ lọc AI. Đối với tính năng này thì mọi người có thể tạo được cái hình ảnh thêm cái size mọi người mong muốn. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ tải lên một cái hình nha. Sẽ tải lên một cái hình, những hình con mèo đây. Sau đó mình sẽ cắt hình theo ý mình muốn. Sau đó là mình sẽ nhập một cái câu lệnh đi, chia kia style cắt, rồi số lượng hình ảnh ở tỷ lệ hình đi, chọn thêm một cái thì chỉnh đũa. Và mình cũng bỏ cái em đi này luôn, mình tạo hình nha. Cái cuối cùng là mọi người có thể tạo được cái hình ảnh từ cái bản vẽ của mọi người. Sẽ nhập cái con lợn ra để mình miêu tả cái bức tranh của mình. Mình tạo hình ảnh, mình đã tạo hình ảnh nha. Đó thì mình đã có được cái tấm hình đầu tiên rồi, nó cũng khá là xinh. Nhưng mà nếu như mọi người vẫn chưa ưng á thì mọi người có thể tạo thêm một lần nữa. Công cụ làm news này nó sẽ hoạt động tốt nhất trên những cái laptop của em đi. Laptop là mình sử dụng á, hôm nay là laptop Asus MacBook S 14. Mình sẽ tạo một lượng tối ưu cái công cụ này, mình muốn tạo một cảm giác cao hơn, và mình hãy cân nhắc về việc là sẽ có một chiếc laptop em đi nhé.